Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin mới nhất. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế. Những tin nóng bỏng 24 giờ qua, còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Mưa lũ nguy hiểm ở Quảng Đông. Trung Quốc đe dọa 127 triệu dân, trận mưa lớn kéo dài tại tỉnh Quảng Đông. Trung Quốc đã kéo theo mực nước dâng cao tại các con sông, tuyến đường thủy và hồ chứa nước cỡ lớn. Điều này có thể gây ra lũ lụt nguy hiểm đe dọa tới hơn 127 triệu dân trong và xung quanh khu vực. Tình hình mưa lớn kéo dài ở Trung Quốc từ tối ngày 20 tháng 4 vừa qua đã khiến cho nhiều thành phố của quốc gia này chìm trong biển nước. Các con sông, tuyến đường thủy và hồ chứa nước lớn ở tỉnh Quảng Đông đang có nguy cơ gây ra lũ lụt nguy hiểm. Vì thế, chính phủ Trung Quốc đã ban hành khuyến cáo và kế hoạch ứng phó khẩn cấp để bảo vệ hơn 127 triệu người. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, China Central Television, CCTV, đưa tin các khu vực và nhánh ở lưu vực sông Tây Giang và Bắc Giang đang dâng cao đột biến với tỷ lệ xảy ra chỉ 2% và 100 năm mới xảy ra một lần. Đây là tình hình nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm tới hàng triệu người dân. Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc cảnh báo, nhiều trạm khí tượng thủy văn của tỉnh Quảng Đông đang vượt quá mực nước cho phép. Tại thành phố Quảng Châu, trung tâm của tỉnh, các hồ chứa nước cũng đã đạt mức chứa tối đa. Quảng Đông có tổng số 2.609 trạm thủy văn với lượng mưa hàng ngày khoảng 50 mm. Đến 8 giờ sáng ngày 21 tháng 4, 27 trạm thủy văn ở tỉnh đã nằm trong danh sách báo động, mưa lớn và gió lốc mạnh đã xảy ra tại tỉnh Quảng Đông trong nhiều ngày liền. Mưa lớn bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 20 tháng 4 tính theo giờ địa phương và kéo dài trong 12 giờ liên tiếp. Khu vực miền Trung và phía Bắc của tỉnh Quảng Đông bao gồm thành phố Triệu Khánh, Thiều Quang, Thanh Viễn và Giang Môn đều bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn 45.000 người dân đã được sơ tán khỏi Thanh Viễn. Trong khi đó, một số nhà máy điện ở Triệu Khánh bị hư hại, tình trạng mất điện xảy ra ở một số nơi trong thành phố. Tính chung, có khoảng 1,16 triệu hộ dân bị mất điện do mưa lớn và lũ lụt ở tỉnh Quảng Đông. Đến 10 giờ sáng ngày 21 tháng 4, Trung Quốc tiếp tục ghi nhận 65 vụ lở đất tại thành phố Hạ Châu, tỉnh Quảng Tây. Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn đến hết ngày 22 tháng 4 tại các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến và Chiết Giang. Người dân tại nhiều thành phố và khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc bị mắc kẹt do ngập lụt và lở đất sau những trận mưa lớn. SCMP đưa tin, trên những chiếc máy bay trực thăng và xuồng cứu hộ cao su, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để cứu cư dân khỏi lũ lụt sau những trận mưa lớn ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Tại thành phố Thiều Quang phía Bắc tỉnh này, nơi có nhiều khu vực bị ngập lụt và lở đất, lực lượng cứu hộ được cử đến để di dời những người dân bị mắc kẹt và tiếp tế thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm khác. Hơn 300 nhân viên cứu hộ đã được triển khai từ ngày 20 tháng 4 để giải cứu những người dân bị mắc kẹt tại 6 ngôi làng ở thị trấn Giang Loan thuộc thành phố Thiều Quang. Dịch vụ điện thoại di động và Internet đã được khôi phục tại thị trấn hôm 21 tháng 4 sau khi một trận lở đất làm đứt cáp viễn thông. Một thành phố khác bị ảnh hưởng nặng nề ở tỉnh Quảng Đông là Thanh Viễn, nơi mực nước ở một số khu vực đã tràn vào tầng 1 của các tòa nhà sáng ngày 21 tháng 4, làm ngập nhà cửa và cửa hàng. Theo Tân Hoa xã, tính đến 16 giờ cùng ngày, hơn 60.000 cư dân đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nằm dọc theo dòng Bắc Giang, một nhánh phía nam của sông Châu Giang, chảy từ Thiều Quang đến Châu Thổ sông Châu Giang. Thiều Quang ngày 22 tháng 4 đã hạ cấp cảnh báo ứng phó khẩn cấp lũ lụt của thành phố xuống cấp 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng. Thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh, cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khiến chính quyền địa phương phải đưa ra cảnh báo lũ lụt và mưa bão trong 4 ngày liên tiếp.
cảnh báo thiên tai cấp độ 2 vẫn được duy trì ở một số khu vực trong thành phố. Hơn 10 trạm quan sát thời tiết ở phía tây nam tỉnh Quảng Đông ghi nhận lượng mưa hơn 100mm trong 24 giờ từ 8 giờ ngày 21 tháng 4. Chính quyền tỉnh cảnh báo mực nước sông Bắc Giang dự kiến sẽ đạt mức 100 năm có một. Sau đó, họ đã hạ mức cảnh báo xuống, nói rằng nước sẽ đạt mức 50 năm một lần. Tính đến 22/4, giới chức địa phương vẫn chưa xác nhận được mức độ lũ lụt. Tờ Nam Phan Daily đưa tin, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh và tỉnh trưởng Quảng Đông Vương Vĩ Trung hôm 22 tháng 4 đã đến thành phố Thiều Quang và tổ chức cuộc họp với các văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp khu vực. Các thành phố lớn của Trung Quốc đang chìm dần. Theo Reuters, gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc đang bị sụt lún từ mức trung bình cho đến nghiêm trọng. Điều này có thể khiến hàng triệu người Trung Quốc gặp nguy cơ bị lũ lụt, đặc biệt là khi mực nước biển dâng cao. Các chuyên gia nhận định, 45% các đô thị của Trung Quốc đang chìm dần khoảng 3mm mỗi năm và 16% ở mức hơn 10mm mỗi năm. Hiện tượng này không chỉ đến từ việc mực nước ngầm giảm mà còn do sức nặng của các công trình xây dựng. Nhà nghiên cứu Ao Du Rui tại Đại học Sư phạm Hoa Nam, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, dân số đô thị của Trung Quốc đã vượt qua 900 triệu người. Ngay cả khi một phần nhỏ các thành phố lớn sụt lún thì vẫn là mối đe dọa lớn. Sụt lún đã khiến Trung Quốc thiệt hại hơn 7,5 tỷ nhân dân tệ, 1,04 tỷ đô la Mỹ hàng năm, và trong thế kỷ tới, gần 1/4 vùng ven biển của nước này có thể ngập lụt khi mực nước biển tăng, ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người. Theo chuyên gia Robert Nikon tại Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Tinh Đan tại Đại học East Anglia cho biết, đây là một vấn đề quốc gia đối với Trung Quốc chứ không phải là vấn đề chỉ ở một hoặc hai nơi. Và đó là một mô hình thu nhỏ của những gì đang xảy ra trên khắp thế giới. Thành phố Thiên Tân với hơn 15 triệu người ở gần Bắc Kinh được xác định là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Năm ngoái, 3.000 cư dân tại đây đã phải sơ tán sau một thảm họa địa lý bất thường mà các nhà điều tra cho là do cạn kiệt nguồn nước cũng như việc xây dựng các giếng địa nhiệt. Nhiều khu vực khai thác than cũ cũng bị ảnh hưởng do tình trạng khai thác quá mức, buộc nhà chức trách thường phải bơm bê tông vào những hố sụt để gia cố. Theo Reuters, tình trạng đô thị bị sụt lún không phải vấn đề của riêng Trung Quốc. Một nghiên cứu được công bố hồi tháng 2 cho thấy khoảng 6,3 triệu km hai đất đai trên toàn cầu đang gặp nguy cơ. Trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nhất là Indonesia, với phần lớn diện tích thủ đô Jakarta đã thấp hơn mực nước biển. Trong số 44 thành phố lớn ven biển đang chịu tình trạng sụt lún này, có 30 thành phố tại châu Á. Theo một nghiên cứu năm 2022 tại Singapore, Nikon cho biết các thành phố đang đối mặt với sụt lún có thể học bài học từ Tokyo, khi thành phố này bị sụt lún đến 5m cho đến khi cấm khai thác nước ngầm vào những năm 1970. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.